của trường tiểu học Lâm Văn Bền. Con rất vui khi được gặp các bạn trong tiết học thể dục ngày hôm nay. Nội dung của tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ được học thứ nhất, học kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. Và trước khi vào phần nội dung chính, cô và trò chúng ta cùng nhau thực hiện các động tác khởi động để giảm nguy cơ chấn thương và giúp chúng ta sẽ không đau nhức trong quá trình tập thể dục nhé. Các động tác khởi động bắt đầu. Động tác cổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay, cổ chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân, đổi chiều 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khớp gối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ đi vào phần ôn lại kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. Các bạn nhớ là kỹ thuật nhảy dây chụm hai chân chúng ta có bao nhiêu phần không? Chúng ta có 4 phần. Phần thứ nhất đó là phần so dây, thứ hai là trao dây, thứ ba là nhảy dây, và phần thứ tư đó là phần kết thúc. Cô sẽ thực hiện lại cho các bạn xem. Phần thứ nhất, so dây. Phần thứ hai, trao dây. Phần thứ ba, nhảy dây. Và phần thứ tư, kết thúc. Bây giờ cô và các bạn cùng đứng lên thực hiện lại động tác nhảy dây nhé. Chúng ta sẽ thực hiện trong vòng, có thể thực hiện trong vòng 1 phút, hoặc là tùy theo thể lực của các bạn, chúng ta có thể thực hiện nhiều hơn. Hoặc là sức khỏe ta không được tốt thì chúng ta chỉ nhảy 5 cái hoặc 10 cái, rồi sau đó chúng ta sẽ tăng dần số lượng lên các bạn nhé. Kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. Chúng ta đã vừa ôn lại bài thể dục phát triển chung lớp 3 và kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. Và sau mỗi lần vận động, các bạn nhớ chúng ta sẽ thực hiện một số động tác để thả lỏng các bạn nhé. Các động tác thả lỏng bắt đầu. Hai tay đưa lên cao, mặt ngửa, hít vào, rung tay, gập thân sau, thở ra. Hít vào, thở ra. Rung chân, phối hợp tay. Chúng ta vừa thả lỏng để đưa cơ thể chúng ta về trạng thái như ban đầu. Tiết học thể dục của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng các bạn sẽ ôn tập thật là nhiều lần ở nhà. Và chúng ta cũng không quên rằng chúng ta sẽ thực hiện các bài như bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ vào những cái thời gian phù hợp để chúng ta nâng cao sức khỏe các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau.